son. Chạy nhanh lên, chạy đi. Tính chạy hả? Mày nghĩ là tao ngu tới mức độ để cho mày trà trộn vô đây giúp cho cảnh sát, sau đó thì dễ dàng chạy thoát vậy à? Mày giết tao đi, đồ xấu xa. Chịu khó diễn một vai ngoan ngoãn, chấp nhận làm đàn em của tao. Vậy mà hiểu tao ít quá. Đồ đê tiện, mày không còn là con người nữa. Mày sẽ phải chết bờ chết bụi, không có chỗ chôn cất. Ba sợ. Nói hoài không mệt hả? Tốt nhất là để tao giúp cho mày một vé. Hết đường thoát rồi nha cô bé. Thả ra cái đám xấu xa này. Thả tôi ra ngay. Thả nhanh lên. Ồn ào quá. Ông chủ, bọn chúng đang tấn công vào đây. Con Sunan, có thấy nó không? Dạ thấy. Nó đã vào bên trong này, nhưng bây giờ không biết đã ở đâu. Romran đang đi chung với nó. Bây giờ tính sao đây ông chủ? Con nhỏ này sẽ có ích cho mình. Ít ra tụi nó cũng là đồng đội. Chúng ta sắp có một trò chơi mới đây. Sunan, hiện tại một đội quân có vũ trang đang tấn công vào khu vực của chúng ta kiểm soát. Đã có giao tranh với người của ta rồi. Vì vậy, ai chặt được đầu của chúng được thưởng mỗi đầu 20 ngàn. Hả? 20 ngàn? Ê chà, một đầu 20 ngàn kìa. 20 ngàn kìa. Nghe đây Sunan, bữa đó thế nào rồi? Gần 50 người, còn phía bên anh sẵn sàng rồi. Cha ba đâu? Tôi chưa gặp được. Tôi đi đây. Giết sạch tụi nó. Giết. 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 Đi.
hai cậu chia nhau ra xử lý đám đó. Dạ ông chủ. Xử lý chúng đi. Chờ đã. Chúng ta cần tấn công thẳng vào trung tâm trại của bọn chúng. Chạy thì chạy chung. Nhanh lên. Tụi mày muốn gì? Chà ba. Suna. Thả ra. Suna. Thả ra. Suna. Là mày. Em có chắc chắn là tham gia với chúng tôi không? Em chắc chắn. Em phải giúp Suna mới được. Anh Suna bị bọn chúng bao vây rồi. Suna bị bao vây? Bây giờ phải làm sao đây? Nghe lệnh đây. Sang bằng trại của chúng. Dạ rõ. Chơi với tao chứ gì? Qua nè. Biệt danh cao thủ quả là không sai. Dự đoán cái gì cũng trúng hết. Ngài quá khen. Xử tụi nó ngay đại ca. Khoan đã. Chưa tới lúc thích hợp mà. Phải đùa giỡn với tụi nó một chút. Đưa nó qua đây. Chà ba. Chà ba. Tấn công tao đây nè. Chỉ mày thôi thì đâu có vui. Thả nó ra.
không được hại cô ấy. Tao đã nói với mày, đâu có dễ mà đụng vào tao. Thằng Sơn trai chính là một thí dụ điển hình. Vậy mà mày không chịu coi, xếp tụi bay là do tao giết. Mấy con chó con như tụi bay thì chỉ chờ ngày chết. Tại tao có lòng nhân từ. Ồ, không phải, mà là tao đùa giỡn với tụi bay chưa có đã. Giờ mày muốn gì? Mày làm cái gì vậy hả? Tao quên báo trước, luật chơi là như vậy. Mày làm gì người của tao thì tao sẽ làm y chang như vậy với nó. Ngài thấy có vui không? Tôi rất thích cái trò này của cậu đó, rất là sướng con mắt. Xử nó đi. Sư Na, dừng lại đây mà. Sư Na, dừng lại. Dừng lại. Sư Na, đừng mà. Chết đi con mắt trời kia mày nè. Tính tập mày đến tập trung kìa. Chết đi. Đừng lại đây mà. Sư Na, dừng lại đây. Dừng lại. Làm ơn đừng đánh anh ấy nữa mà. Làm ơn dừng lại đi. Tôi xin ông đừng đánh anh ấy nữa mà. Tôi xin ông. Cha ba. Cha ba. Đừng có cầu xin chúng. Bộ cô không nhớ là bọn chúng đã làm gì đội trưởng hả? Đứng lên đi. Sư Na. Mày nói nhiều. Bộ tôi ra. Sư Na. Sư Na. Sư Na. Tôi đã kêu anh trốn đi rồi mà. Tại sao anh không nghe tôi? Nếu là cô thì cô cũng sẽ làm vậy mà. Cô nghe tôi nói đây, cô phải hứa nếu xảy ra chuyện gì cô cũng sẽ trốn đi. Tôi sẽ ráng tìm cơ hội cho cô. Cô phải trốn đi. Cô hứa với tôi đi. Hứa với tôi đi. Sự nạn. Không được. Không được. Em cứ chờ ở đây, đừng đi đâu hết. Yeah.
Gì vậy? Là chuyện gì nữa? Ông chủ, bọn chúng tấn công vô rồi. Vậy để tao xử tụi nó. Cha ba, chạy trước đi. Đại tướng, mau chạy đi. Đi thôi, nhanh lên. Không. Cha ba. Cha ba. Cha ba. Cha ba. Tôi xử cho. Được rồi, làm đi. Cha ba, cha ba, cha ba, mở mắt cho, nghe tôi nói không? Cha ba, cha ba, cha ba. Xuân ra, cha ba sao rồi? Hả? Cha ba sao rồi? Cô ấy bị bắn rồi. Tại sao lại như vậy? Tại sao mọi chuyện lại như vậy hả? Sao còn nói là đón được đường đi nước bước của chúng? Tôi thật sự không ngờ là lần này bọn chúng lại kéo tới đông như vậy. Trước đây bọn chúng toàn đánh lén. Vậy giờ cậu tính sao đây hả? Tôi sẽ nhanh chóng giải quyết bọn chúng. Giải quyết thế nào hả? Toàn bộ số hàng trong kho mất trắng rồi, tổn thất biết bao nhiêu tiền. Lẽ ra từ đầu tôi không nên tin tưởng cậu. Nếu như chúng ta xử lý bọn chúng ngay từ đầu sẽ không ra nông nổi này đâu. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta phải bình tĩnh trước đã. Tôi nghĩ ông chủ nhất định sẽ có cách giúp ngài lấy lại mọi thứ. Nhưng bây giờ chúng ta phải phân tán ra trước, nếu không thì sẽ dễ bị phát hiện. Bình nói đúng. Cậu đi theo bảo vệ tướng Di Xuyên, không được để xảy ra chuyện. Dạ ông chủ. Ở đây để tôi giải quyết. Hy vọng là cậu không phải chỉ giỏi cái miệng. Ngài yên tâm đi. Nè, đi đâu thì mau lên. Dạ được. Nè, ở đây hỗ trợ Tony. Chừng nào xong thì đủ theo tao. Dạ. Đi đi. Đi hướng này. Cô đừng có chuyện gì nha. Dù nan, anh nhất định phải bắt được tên Tony để trả thù cho đội trưởng Sâm Trai. Tôi biết rồi, tôi hứa với cô. Bây giờ đuổi theo vẫn còn kịp đó. Cha ba.
Cha ba, cha ba. Anh chăm sóc cha ba nha. Để cho tôi. Qua bên kia chờ phục kích chúng. Điện tụi bay. Phim được dịch và lên tiếng tại Phim TV. Hàng cực phẩm. Giá trị thật của nó rất là khủng khiếp. Ổn không? Anh không sao chứ? Lâm Ranh, mau trốn đi. Em mau trốn đi nha Lên. Vậy còn anh thì sao? Em không cần lo cho anh. Nếu chúng ta đi chung sẽ không có thoát được đâu. Anh không cần phải lo cho em đâu. Nhất định Sư Năng sẽ tới cứu em mà. Em mau tỉnh lại đi. Nó cứu em bằng cách nào hả? Cho dù nó có thích em tới cỡ nào, nhưng chúng ta là cướp, nó là cảnh sát, cuối cùng em vẫn phải vào tù.
Không được đâu, cho dù thế nào chúng ta cũng phải trốn chứ. Rùng rành, rùng rành, chúng ta không còn thời gian đâu. Em nghe anh nói đi, em mau trốn đi, đừng để bị bắt. Nếu như may mắn thì chúng ta sẽ được gặp lại nhau. Rồng rành, anh rất yêu em, anh yêu em từ lâu lắm rồi, cho nên anh muốn bảo vệ người mà anh yêu tới giây phút cuối cùng. Đi đi, đi, mau trốn đi, mau, đi đi, mau lên, không còn thời gian đâu, đi đi, đi. Anh rất yêu em, cho nên anh muốn bảo vệ người mà anh yêu tới giây phút cuối cùng. Tao đã đánh giá thấp bọn mày, giờ mới nhận ra thì đã quá trễ rồi. Tới lúc chết rồi, vậy thì chưa chắc.
đội trưởng, tôi đã hoàn thành giao ước rồi. Tôi đã giết được Tony rồi. Khoan đã, một. Cảm ơn anh nha. Giữa chúng ta vẫn còn chuyện phải giải quyết đó. Tôi luôn sẵn sàng. Báo cáo, Di Xuyên trốn mất rồi. Hắn trốn nhanh thì Rôm Đen cũng trốn rồi. Vậy còn cha ba đâu rồi? Đã đưa về điều trị tại bệnh viện Bangkok rồi, không biết bây giờ ra sao nữa. Cảm ơn mọi người nha. Chà ba. Anh không sao chứ? Cô còn đau ở đâu không? Hả? Tôi đã trừ khử Tony xong rồi. Đội trưởng trên trời cũng được yên lòng. Nhưng nếu đội trưởng biết cô đỡ đạn thay cho tôi, chắc sẽ giận lắm đó. Sao liều mạng vậy không biết nữa. Bởi vì tôi không muốn anh gặp chuyện gì hết. Nhưng nếu cô gặp chuyện thì tôi phải làm sao đây? Cảm ơn cô. Vì đã hy sinh cho tôi nhiều như vậy. Nè 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 nè. Tôi vẫn chưa tin được những gì mà tôi vừa nhìn đâu. Giờ phải tự mình thẩm vấn lại đã. Nè Sunan, tâm tư anh có gì cứ việc nói ra.
anh Mật. Lý à, anh đã về rồi. Anh Mật, anh Mật, anh đã về rồi. Anh đã về rồi. Thì anh đã hứa với em mà, anh đã quay trở về, quay về với tình yêu của anh. Anh Mật, bây giờ cha ba sao rồi? Dạ khỏe rồi, nói chuyện không cần nghĩ luôn. Về nhiệm vụ khó khăn lần này, mặc dù tên đại tướng Di Xuyên đã kịp chạy thoát, nhưng chúng ta vẫn thành công xử lý được tên Tony. Cậu đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ. Chiến công là của mọi người, không phải của riêng một mình tôi. Chắc Sôm Trai đã có thể nhắm mắt rồi. Còn về chuyện khôi phục thân phận cảnh sát cho cậu, tôi đã xử lý xong xuôi hết. Chúng tôi sẽ tổ chức nghi lễ chính thức, đồng thời với nghi thức trao huy chương cảnh sát quả cảm cho cậu. Chúc mừng thiếu tá Sunan. Dạ, xin cảm ơn sếp. Giữa chúng ta vẫn còn chuyện phải giải quyết đó. Tôi luôn sẵn sàng. Ugh!
Là anh tự lựa chọn đó. Nếu ngày hôm đó phải lựa chọn, tôi chắc chắn sẽ quyết định giống như anh. Không hẹn ngày gặp lại. Sunan à, sao con không nói với mọi người con là cảnh sát vậy? Con cứ để mọi người hiểu lầm con từ đó tới giờ. Cái thằng trời đánh này thiệt tình. Ba, ai nói với ba chuyện này vậy? Thì cấp trên của con chứ ai nữa. Là cấp trên? Sunan, ba xin lỗi con vì trước giờ đã luôn hiểu lầm vì con. Xin lỗi con nhiều nha. Nếu mẹ con còn sống chắc chắn sẽ tự hào vì con đó Sunan. Dạ ba, con sẽ tranh thủ về thăm nhà. Tranh thủ về sớm để nhà mình còn ăn mừng nữa. Dạ được, con sẽ tranh thủ về sớm. Bà nhớ giữ gìn sức khỏe nha ba. Hôm nay nữa thôi là được về nhà rồi. Alo. Sunan à, tôi xin lỗi vì bỏ anh đi mà không nói lời nào nhé. Ramran. Cô đang ở đâu vậy? Thank you.
Dạ chị cha ba ơi, có một người tặng quà cho chị nè. Cảm ơn cô. Anh Sunan chắc không tới rồi. Ê, sao lại như vậy được chứ? Nếu anh ấy không tới thì đi đâu được? Ai mà biết được chứ. Có khi đi kiếm cái cô đẹp đẹp kia rồi không chừng. Ông nội, ông bớt tào lao giùm cái đi. Cha ba, tôi thấy chắc chắn kiểu gì anh Sunan cũng sẽ tới. Tin tôi đi. Đừng có nói giỡn coi. Trời ơi, ai dám nói giỡn lúc này ông nội ơi. Tôi nghe đây. Tôi không quên đâu mà. Ok ok. Tôi từng nghĩ là tôi yêu em rất nhiều. Nhưng tới khi tôi gặp cô cảnh sát đó, nó là thứ cảm giác mà tôi không thể hiểu rõ được. Nhưng mỗi lần gặp cô ấy, tôi luôn thấy mình rất hạnh phúc. Cô ấy cũng đã hy sinh cho tôi rất nhiều. Chắc đã tới lúc tôi phải bù đắp cho cô ấy rồi. Tôi thấy rất vui vì cuối cùng anh đã hiểu được lòng mình. Chúc em hạnh phúc. Ugh.
Sunan. Cha ba nghe tôi nói nè, cô không cần chờ tôi đâu. Tôi chỉ biết là bên cạnh cô ấy tôi thấy bình yên lắm.
chờ tôi nha, tôi sẽ quay lại. Sunan. Chào ông cháu. Đi tận hưởng vui vẻ thôi hai cưng. Dạ. Để anh đưa tụi em lên thiên đàng nha. Đứng lên. Dạ gì đồ? Dạ tôi là sếp.